mà mình nhận được cái SaaS và mình chính thức đeo cái SaaS thì mình mới có, mình mới kiểu cái trái tim của mình và tất cả mọi thứ nó mới sụp sôi ấy, kiểu ý chí, một cái ý chí của một cái chiến binh bắt đầu nó trỗi dậy ở trong mình. Thì khi mà mình trao cái SaaS thì mọi người có thể thấy là mình đã rất là kiểu xúc động, vì mình biết là đây là một cái cơ hội như Jasmine đã nói là once in a lifetime, cơ hội có một không hai trong đời, nên là mình cũng muốn là mình rất là trân trọng cơ hội này của mình. Cái phần mà em phải cải thiện nhất và em nghĩ là mọi người cũng sẽ tò mò về cái điều đó nhất đó chính là cái khả năng kiểu mình tự tin ấy. Còn Phương Nhi thật ra không phải là một người sinh ra đã tự tin rồi. Mình kiểu như là mình hơi bị rụt rè một xíu tại vì mình quá là kiểu an toàn trong vòng tay của bố mẹ á. Nên là khi mà mình bước ra ngoài thế giới lớn như vậy, mình thật ra rất là khó để có thể có một cái sự tự tin mà bẩm sinh như vậy. Nên là Phương Nhi nghĩ là fake it until you make it. Có nghĩa là mình sẽ giả vờ đến khi nào mà mình thật sự tự tin thì thôi. Thì trong các cô gái hiện nay, Phương Nhi là người phù hợp nhất đối với cuộc thi Hoa hậu quốc tế Miss International. Ở cuộc thi Hoa hậu quốc tế thì ban tổ chức họ sẽ quan tâm tới những cô gái có vẻ đẹp ngọt ngào. Ngoài vẻ đẹp ngọt ngào ra thì Phương Nhi còn có một cái sự nỗ lực, quyết tâm, một cái niềm đam mê rất là lớn với cuộc thi. Phương Nhi đã rèn luyện rất nhiều. Phương Nhi có những talent mà rất là đặc biệt, đó là bạn có thể hát, có thể nhảy. Phương Nhi cũng nói tiếng Anh rất tốt. Phương Nhi có một cái sự năng động, sáng tạo, có những cái rất là mới mẻ ở trong cái lĩnh vực này. Nhưng đồng thời Phương Nhi cũng giữ được một cái sự đôi khi là những cái nét mắc cỡ hay là những cái nét ngại ngùng, nhưng mà nó thật sự rất là duyên và tôi nghĩ là rất là phù hợp với cuộc thi Miss International.